Chào anh Gấu, anh Gấu đang làm món gì anh Gấu? Sữa tàu. Gấu đang làm gì á? Anh đang luộc trứng. Trứng phụ mẹ. Anh Gấu nấu món này mấy lần rồi? Trăm lần rồi. Hơn trăm lần rồi. Anh Gấu biết làm không? Biết. Sao anh Gấu luộc trứng đắt bét đó? Thì sao chứ? À, sao nói kỳ lạ hả? Luộc cái đàng hoàng. Anh Hoàng Long đang làm món thịt kho trứng cho mẹ. Luộc trứng là công đoạn thứ mấy không? Công đoạn thứ nghìn thứ thứ nhất. Ai đây không? Mẹ kêu. Mẹ kêu đang nấu món gì á? Thịt kho tàu. Được rồi. Ồ, ngon quá. Luộc xong chưa? Có ăn cái nào không? Không. Nó giờ hình nó mà ăn gì. Thì tí nữa em chuẩn coi rồi nữa. Không. Chào các bạn chưa? Chào các bạn đi. Nhúng nước vô, lột không có dễ ra. Mũi kìa, mũi kìa. Anh Gấu đói bụng chưa? Đang thèm quá. Ngày mai anh Gấu đi học không? Thế nằm nghỉ. Nằm nghỉ à? Hôm nay không. Nhìn lại.